Rồi, hello, hello cả nhà. Mình hôm nay mình quay clip cho anh chị em gần xa xem là mình mới về được một chiếc xe này cũng khá lạ. Và xe này là có tên là cái hiệu là Tayrip, xe nhập khẩu của Honda. Honda nhập khẩu. Rồi, mình tháo ra mình rửa ráy. Là sơ mình test sơ cái đồ đó xem những làn xem. Xe này là được lên mâm như xài chung như mâm Vision á, mà người ta lên sẵn này. Đó, thì á điện này lên luôn, điện nó xin. Họ dàn tài nó quá đã, chân quá sướng luôn. Đó. Quá đẹp luôn. Cái dàn sườn nó thì phải là dàn sườn với dàn điện đó thì quá chuẩn, cứng ngắc luôn. Honda nhập khẩu chắc chắn đó, thắng chung thắng đồ nó xài tương đối với lại cái lắc cái đồ này kia, đồ nó chất lượng phê luôn, tay cầm tay ga rồi cứng luôn. Honda này đi máy đi thì hết bài, em là em kinh khủng, thắng. Có cái hộp để đồ đây, cái hộp là mở ra mình đang lấy dàn áo mình tút lại đó, mình cười rửa lại đây. Hôm nay thấy dàn chân nó dàn sườn nó ngon quá, quay trong cho mấy bạn xem. Đó, đầu đồng hồ rồi cắt chẳng tay thẳng tay ga cầm đồ làm xuống đã luôn. Đó, dàn sườn nó là nhìn hết bài luôn, sườn to kinh khủng, cứng ngắc luôn. Sườn này đi bao sướng này, cứng ngắc luôn. À, cái máy này là máy xài chung Vision 710, nhưng mà cái độ êm của nó thì không ai bằng. Máy này em bật tiếng luôn. Bây giờ mình tháo bô rồi chứ để bữa nào mình ráp bô vô mình nổi cho mấy bạn xem. Đó. Đấy, dàn điện đây đó. Sạc rồi riêng hết nó đã. Sạc bô bên sườn. IC nằm đây. FE phun xăng tử. FE. Đó, trong này thì đây. À, nó xài cũng giống giống Vision. Máy nó xuống đó, dàn điện nó máy nó rồi nhìn đúng đồ xe nhập nó sướng khóa cái sườn đó. Rồi thùng xăng FE cái này xài chắc có chung Vision. Rồi, máy nó thì tập bom này cũng nhìn vô khá đẹp đó, mâm nó tháo ra mình vệ sinh mình sơn tút dầm lại mấy bữa nó lên màu xong rồi mình quay clip thứ hai cho mấy bạn xem. Bạn nào vô đam mê cái dòng xe nhập thì cứ vô, được giá thì mình gã. Bây giờ để coi bao nhiêu tiền thì nói sau. Cái đuôi nó rất đẹp, đuôi nó nhìn ngầu đó, đuôi nó nhìn đẹp không. Lốp rồi bên này thì lọc gió rồi xài chung với Vision hết, lốc là khá đẹp. Dàn đồ nó đẹp quá thì mình quay ở trong ra ngoài ơ nước luôn. Nhìn xuống một cái mắt nhìn đã. Bạn nào cứ có biết cái dòng này vô thì để lại bình luận. Cái dòng này nó lạ lắm, mình chưa đi qua nhưng mà mình thấy cái máy nó với lại cái dàn sườn với dàn chân của nó thì tuyệt vời. Bạn nào đang xài chiếc này thì cứ để bình luận mình
hỏi thêm nhiều thứ. Đó, nó đẹp, cứng, vô xài đã quá. Ồ, đẹp quá, đẹp luôn. Rồi, hôm nào xong mình lên màu, lên áo xong xuôi cho nó đẹp lại, sạch sẽ rồi mình review, mình báo giá. Anh em nào được thì tới xem. Rồi, cảm ơn 8.800 bạn đã subscribe kênh mình. Chúc các bạn mỗi ngày đều vui vẻ, bình an. Bye bye.